Tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây là mình đang hôm nay là ngày 13 tháng 3. Và bây giờ đang là 7 giờ các bạn nhé. Mình sẽ quay video để mua cái cửa hàng của mình ạ. Đây các bạn này, cửa hàng của mình đây. Đây các bạn nhé. Nhà mình hôm nay thì rất nhiều mẫu sản phẩm rẻ cũ nhá. Nhà mình đang rất nhiều đấy. Đây, mình hôm nay mình về rất nhiều điện thoại cũ các bạn nhé. Và hôm nay thì mình các điện thoại cũ mình mới về thì mình chưa kịp test. Đây có Samsung này, con Samsung A5 này 2017 này. Mình vừa mới mua xong này. Và chưa kịp test này. Mình bán với giá chỉ 2 triệu quay về thôi nhá. Đây là A5 2017 nhá. Oppo biết rất nhiều, hôm nay thì mình rất nhiều. Các bạn muốn mua hàng có thể để lại comment bên dưới này, hoặc là kết bạn Zalo này, Facebook cho mình, hoặc là comment trên Facebook cho mình để mình vẫn biết nhé. Đây là biển nhà mình đây, và đây là dàn ép kính nhà mình ạ. Đây là máy ép kính nhà mình đây. Đây là dàn sạc của điện thoại nhà mình, chỉ ngoài điện thoại ra thì không có cái gì khác ạ. Đây mình sạc rất nhiều ạ. Mình sang kính cường lực, đây là mình đang ép kính con Oppo. Đây Oppo khách mình để đâu rồi. Và máy mình đang còn linh kiện, mình cái gì mình có. Đây loa mic đủ. Và điện thoại cũ nhà mình thì hôm nay mình vừa bỏ hết ra kia rồi. Mình bỏ hết ra kia rồi, đâm là ở đây chỉ còn vài một mẫu số đen. Con này thì nhà mình bây giờ hiện tại bây giờ chỉ còn một vài mẫu đen là G7 Prime thôi. G7 Prime mấy con đây là con 6S Plus này. Và đây con Meizu này, con này HTC có khách chốt rồi. Và này Oppo A83 mình ép bs đấy, tôi chọn phải cũ rồi. Các bạn có muốn mua điện thoại cũ thì các bạn có thể là inbox cho mình để mình tư vấn, nếu mà mình có mẫu sản phẩm điện thoại cũ nào ấy thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Cần điện thoại mẫu cũ như nào, tầm giá bao tiền, các bạn có thể mình nhiều khi mình bận mình không trả lời các bạn được, các bạn có thể gọi thẳng trực tiếp cho mình để mình nói chuyện cho nó dễ nhé, chứ không nhiều lúc mình không thể hỏi các bạn ạ. Các bạn cũng không thể hỏi mình nhiều được. Đây là bàn làm việc của mình đây. Chỉ toàn một điện thoại thôi các bạn. Đây, tất cả đây. Này, đây là linh kiện sửa chữa. Đây là máy này thì mình đang sửa cho khách các bạn. Nhà mình sửa cho khách rất nhiều. Vâng, và các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể là liên hệ cho giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.